Trấn Thành vừa bị VTV điểm mặt, Harry Won lập tức công khai bóc phốt thêm tật xấu của chồng. Giữa lúc Trấn Thành gặp chuyện không vui khi bị VTV đề cập, công chúng bàn tán chỉ trích, Harry Won bất ngờ công khai phốt thêm một điểm xấu của chồng mình. Vừa qua, Trấn Thành tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của dân tình vì bị cho là diễn quá lố, thường xuyên bật khóc trên sóng truyền hình. Dù đôi lúc chỉ là ngồi nghe một bài hát cũng đủ khiến nam nghệ sĩ bật khóc nức nở. Ngay lập tức, đài truyền hình quốc gia VTV cũng đã có một bản tin liên quan đến chủ đề khuôn khổ nào cho sự thăng hoa của người nghệ sĩ. Mở đầu bản tin, MC Trấn Thành bị VTV đem ra làm dẫn chứng hình ảnh cho một nam nghệ sĩ thường xuyên bị khán giả nhận xét là mau nước mắt và phân tích ranh giới của cảm xúc và nghệ thuật rỗng. Nhiều ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ này đã khóc quá nhiều và thiếu chuyên nghiệp trong việc kiểm soát cảm xúc, thậm chí còn coi đó là nghệ thuật rỗng. Trước những luồng ý kiến trái chiều từ khán giả, nam nghệ sĩ đã có những bộc bạch trên trang cá nhân của mình. Anh coi việc dễ xúc động là món quà đáng quý từ Thượng Đế, nó giúp anh thăng hoa trong nghệ thuật và giữ cho trái tim của một người nghệ sĩ luôn đủ ấm để lan tỏa tình yêu thương. Nhiều câu hỏi được đặt ra trước câu chuyện của nam nghệ sĩ, đâu là lằn ranh giữa cảm xúc và nghệ thuật rỗng, liệu có khuôn khổ nào cho sự thăng hoa của người nghệ sĩ và liệu khán giả có đang quá khắt khe với sự thăng hoa của người nghệ sĩ hay không? Bản tin của VTV 24 giờ đề cập. Ngay lập tức, đoạn tin này đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Dù đã được làm mờ mặt nhưng nhiều người nhận ra nam nghệ sĩ được đề cập trong câu chuyện này không ai khác là nam MC Trấn Thành. Nam MC trước đó cũng đã lên tiếng về việc mình bị đặt biệt danh là Thành Cry và bị la ó về việc khóc quá nhiều trên sóng truyền hình. Theo đó, Trấn Thành chấp nhận bị chỉ trích nhưng vẫn sẽ giữ nguyên vẹn cảm xúc của mình. Tôi cũng mệt mỏi trong việc cố gắng không khóc để làm vừa lòng mọi người quá rồi. Tôi sẽ vẫn là Thành Cry, tôi sẽ như thế vì tôi không làm khác được. Là một nam MC nghệ sĩ đỉnh đám của showbiz Việt, Trấn Thành thường xuyên gặp những rắc rối và ồn ào. Tuy nhiên, có lẽ nam MC đã quá quen với việc này, anh sẵn sàng đối diện và nêu rõ quan điểm của mình trước sự trái chiều của dư luận. Thời gian gần đây, anh cũng vướng vào những nghi vấn cơm không lành canh không ngọt với bà xã Harry Won. Nhiều bằng chứng được cộng đồng mạng chỉ ra cho thấy, cặp đôi không còn tương tác và không còn xuất hiện bên cạnh nhau như trước. Giữa lúc Trấn Thành đang trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng, Harry Won trên một chương trình truyền hình mới đây tiếp tục không ngần ngại phốt thêm một điểm xấu liên quan đến ông xã. Nói về việc làm đẹp, Harry Won thừa nhận cô làm đẹp đôi khi là vì chồng. Harry Won làm đẹp vì chính bản thân mình, muốn thỏa mãn mình nhưng đôi khi là vì chồng. Không chỉ thế, Harry Won còn gây bất ngờ khi thẳng thắn bóc phốt Trấn Thành trên sóng truyền hình. Theo chia sẻ của giọng ca Anh Cứ Đi Đi, mỗi khi ra đường ông xã đều trau chuốt mọi thứ kỹ càng và phải luôn thật hoàn hảo. Trái lại, cô chỉ chú trọng make up và trang phục khi lên sóng truyền hình. Còn lại ở cuộc sống đời thường, Harry Won chỉ muốn mọi thứ thật đơn giản thoải mái. Bên cạnh đó, Harry Won còn bộc bạch thêm rằng, những lúc gặp bạn bè của mình, em đều mặc đồ bèo thật bèo, nhưng khi gặp chồng em đều phải trang điểm và lên đồ thật là đẹp. Vừa qua, Harry Won khiến khán giả lo lắng khi công khai mắc bệnh liệt cơ mặt trái. Tuy nhiên, cô tiết lộ căn bệnh có tín hiệu khả quan, không còn mất kiểm soát như trước. Bên cạnh việc dành thời gian cải thiện sức khỏe, Harry Won cũng tất bật cho vai trò MC show truyền hình và lên kế hoạch cho các dự án mới. Trong khi đó, Trấn Thành cũng bận rộn với dự án phim ảnh. Hiện tại, anh tập trung toàn lực cho một tác phẩm điện ảnh phát hành vào dịp Tết năm sau. Đây hứa hẹn là bộ phim khẳng định thêm tên tuổi của Trấn Thành ở bộ môn nghệ thuật thứ 7.